êm đềm của nước ven sông. Quê hương ân nặng nghĩa tình là nơi sinh ra mỗi con người chúng ta. Quê hương có tiếng hát du ầu ơ của mẹ, du ta từ thuở lọt lòng, và tiếng hát du của mẹ lắng đọng theo ta đi suốt cuộc đời. Quê hương như người cha già, nó bình dị giống như cây tre khóm trúc, nhưng cũng rất cứng cỏi, hiên ngang vượt qua được những bão táp phong ba của cuộc đời để nuôi ta khôn lớn trưởng thành. Quê hương là cội nguồn của tổ tiên, là nơi chôn rau cắt rốn, nơi có biết bao nhiêu kỷ niệm thân thương của tuổi ấu thơ. Quê hương gắn liền với cây đa bến nước, với những con đường dòng sông cây cầu, và những cánh cò bay lả trên những cánh đồng bát ngát hương quê. Quê hương là những gì khó quên nhất trong tâm thức của mỗi con người. Quê hương trong mỗi con người chúng ta thiêng liêng như vậy đó. Cho nên dù đi đâu về đâu, lúc nào ta cũng nhớ về quê hương bằng tình cảm trong sáng và thiết tha đến vô cùng. Cây có cội, nước có nguồn, chim có tổ, người có tông. Cây có gốc mới trổ cành xanh lá, nước bởi có nguồn mới thành biển cả, sông sâu. Con người nguồn gốc ở đâu, nhờ tổ tiên trước, kiếp sau có mình.
Theo phong tục cổ truyền, đạo Phật ở nơi đây, lễ nhập quan do nhà sư hay ông thầy điều chỉ. Ý tưởng là để tẩy trừ trùng tà ám khí, để cho thân xác được tiêu sinh tịnh độ, thần hồn được thoát hóa nơi tiên cảnh bồng lai, và cũng mong cầu cho hồn thiêng luôn phù hộ độ trì cho con cháu, cho gia quyến được yên bình hạnh phúc. Phật ra 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 Phật
Người Việt Nam ta, đây là giờ phút có ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng, bởi đây là khoảnh khắc người thân bước sang một thế giới mới xa khác hoàn toàn của vũ trụ thần linh. Để rồi một mai khi cốt người thân sẽ hóa về nơi cát bụi hoang sơ. Chính vì vậy mà lúc này ai cũng muốn có mặt để được nhìn dung mạo thân thương của người cha, người anh em, chú bác của mình lần cuối. Để rồi ngày mai, ngày kia mãi mãi chia xa. Vậy còn đâu gặp lại dáng người ngày xưa, quặn đau lòng những tái tê. Cảnh sao hoang vắng đường xưa u sầu. Cha ơi cha vội đi đâu, để con chưa nói hết câu giã từ. Cha đã mất thật rồi ư, bàng hoàng đau buốt như từ chiêm bao. Sông sâu vực thẳm trời cao, hồn cha đang ở nơi nào cha ơi. Khóc than dẫu động đất trời, cũng không thấu đặng lòng người biệt ly. Từ đây cha mãi ra đi, cháu con còn biết lấy gì đền ơn. Đớn đau chìm giữa khói hương, tái tê nức nở, sầu thương khóc người. Nào những khi còn buồn, người đến bên
bàn tay xoa trên mái tóc mến thương. Đôi lúc cha khuyên con trong những khi sai lầm, thì còn bàn tay cương quyết nào hơn? Ơn cha như nắng soi trên cuộc đời, người cho ánh sáng, người cho lẽ sống. Ơn cha hai tiếng yêu thương vô vàn sẽ không phai tàn với bao năm trường. Nào những khi con buồn, người đến bên vô vẻ, bàn tay xoa trên mái tóc mến thương. Đôi lúc cha khuyên con trong những khi sai lầm, thì còn bàn tay cương quyết nào hơn? Ơn cha như nắng soi trên cuộc đời, người cho ánh sáng, người cho lẽ sống. Ơn cha hai tiếng thương yêu vô vàn sẽ không phai tàn với bao năm trường.
ban tổ chức phần lễ và gia đình. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời mở đầu phần lễ viếng là gia đình anh em con cháu của ông cụ đấy, là cụ Đinh Thị Kín, Đinh Thị Kín, Đinh Hữu Đáo, Đinh Hữu Đề, Đinh Thị Đó, Đinh Hữu Sống, Đinh Hữu Bảy. Nhận được tin của 250 trong tuổi tử trần, đoàn về đây có sửa nghi lễ dân lễ thắp hương kinh hương phật tử. Kính mời đoàn vào làm lễ viếng. Những năm tháng qua, lúc còn sinh thời, cụ sống vui vẻ, hiền hòa, thủy chung sau trước. Trong gia đình, cụ là người mẫu mực, với xóm làng chẳng để mất lòng ai. Đức tính siêng năng, cần cù chịu khó, chẳng quản chi nắng hạ mưa đông. Tần tảo khuya sớm xây dựng gia đình, nuôi dạy hai thế hệ con cháu khôn lớn trưởng thành. Khi tuổi đã về già, cụ vẫn sống vui, sống khỏe, tính nhân hậu, dung hòa, làm cây cao bóng cả, tỏa bóng cho cháu con trưởng thành phát triển. Vậy cụ đã được các con hiếu thảo sớm chiều, luôn dưỡng dục cù lao đền đáp. Vất vả khó khăn các con chẳng quản, chỉ mong sao báo đáp ơn sinh. Nhưng than ơi, tuổi cao sức kiệt, cụ đã vĩnh biệt cháu con. Nơi trần thế cụ vĩnh biệt ra đi, trốn bồng lai cụ đi về cõi Phật. Cụ mất đi gia đình tổn thất, để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho toàn thể các con, các cháu của cụ cùng nội ngoại thân bằng cố hữu gần xa. Những giây phút thiêng liêng ngắn ngủi này, lén nhang thơm hôm nay, toàn thể chúng tôi cùng ngậm ngùi chia tay vĩnh biệt cụ. Xin cầu chúc hồn cụ dưới tuyền đài luôn thanh thản, bồng lai tiên cảnh. Phút màn điện bắt đầu. Rồi. Ban tăng lễ và gia đình chúng tôi xin trân trọng giới thiệu lễ viếng của gia đình con cháu cùng cảnh. Hôm nay nhận được tin cùng về hầu tôn tổ, đoàn sắp trở nghi lễ về đây thắp nén tâm nhang viếng cụ, xin trân trọng kính mời. Thank you.
xin trân trọng giới thiệu bác Liêm Nguyên Tóc và đang cùng anh em. Kính thưa hương hồn phục tình yêu đấy, thưa gia đình Tam Quyến, nhận được tin cổ 250 về hầu tiên tổ, anh chị em con cháu của cụ vô cùng xúc động ngập ngùi khóc thương. Dẫu biết rằng đời người chỉ là hữu hạn, sinh lão bệnh tử đó là quy luật tạo hóa, không ai có thể tránh khỏi được. Kính thưa hương hồn cụ, hôm nay trước linh thiếu cụ, anh chị em con cháu có nén hương thơm, có ngọn nến đỏ cùng chia sẻ nỗi mất mát to lớn này. Để tỏ lòng tiếc thương cụ, tôi đề nghị gia đình con cháu của cụ cánh để một phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Lễ viếng đã xong. Thay mặt ban tang lễ gia đình, chúng tôi xin trân trọng và nguyện đoàn kính mời đoàn sau bàn ăn chầu hôn đúc và dựng hương chiều mừng với gia đình. Tiếp theo là lễ viếng của gia đình cụ Lập, gia đình cụ Tăng, gia đình cụ Đức, gia đình cụ Vang và gia đình cụ Út. Hôm nay là tin cụ về hầu tiên tổ, đoàn về đây thắp toàn nhang hương viếng cụ, xin trân trọng kính mời. Lễ viếng tiếp theo là của gia đình cụ Bốn và dâu gia cụ Đấy, gia tộc của Nguyễn Trà Vị. Gia đình chúng tôi xin ra tạm cảm ơn đoàn, kính mời đoàn ra bàn ăn chầu uống nước và dự bữa cơm chia buồn với gia đình. Tiếp theo là lễ viếng của gia đình cụ Bốn, dâu gia cụ Đấy và gia tộc họ Nguyễn, xin trân trọng kính mời đoàn vào thắp hương làm lễ viếng. Lễ viếng tiếp theo là lễ viếng của gia đình cụ Nhì, gia đình cụ Ba cùng con cháu chuẩn bị. Vòng hoa thắm để đứng tỏ bày xin kính chúc cụ được về nơi an nghỉ với tổ tiên, vong linh của cụ
được tiêu sinh tịnh độ, về hương hồn cụ được bồng lai trên tiên cảnh, phù hộ độ trì cho anh em con cháu của những người sống lại trên dương thế. Trước lúc ngừng lời, tôi xin tất cả các cụ các ông các bà là một phút vạn niệm. Phút vạn niệm bắt đầu. Vâng. Lễ viếng tiếp theo chuẩn bị là gia đình con cháu của Minh Thông, anh em đồng Thao Vinh Hùng chuẩn bị. Tiếp theo đến những ban tổ chức đại lễ và gia đình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời gia tộc họ Hà cùng cụ Dễ, chúng con chúng cháu có sửa một lễ kính viếng hồn cụ. Cùng vào viếng là đầu của ông Tài, con nuôi của cụ Cân, có sửa một cái lễ kính viếng hồn cụ. Dâu gia của ông Tài có sửa nghi lễ về đây dân lễ thắp hương kính viếng hồn cụ. Kính mời đoàn vào thắp hương làm lễ viếng. Các con bà ngó chuẩn bị. Gia đình ông Tất, gia đình bà Bảy cùng con cháu
nhận được tin của hai năm mươi trong tuổi tiền trận và người dân nhẹ nhàng hơn dâng lên thắp hương thi hương hồn cụ. Kính mời đoàn vào thắp hương nản lên viếng gia tộc họ Phạm Xuân chuẩn bị. Để tưởng nhớ đến vong linh cụ, xin đoàn để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Lễ viếng xong, chuyện đời của gia đình kính mời đoàn ra bàn ăn chầu nước chúc mừng với gia đình để gia đình chúng tôi được đón tiếp và có lời cảm tạ. Tiếp theo lễ viếng ban tổ chức tận lễ và gia đình xin trân trọng giới thiệu và kính mời gia tộc họ Phạm Xuân nhận được tin của 250 trở thành rước về đoàn về đây có sở vòng hoa tang nén nhang thơm dâng lễ thắp hương yêu hương hồn cụ. Kính mời đoàn vào đặt vòng hoa sân hương nản lên viếng gia đình bà Thảo, gia đình ông Dương, gia đình ông Thêm, gia đình ông Hùng, gia đình bà Dung chuẩn bị. Chúng tôi đoàn họ Phạm có sửa vòng hoa tươi và hương thơm được trích linh nghĩa của cụ để tưởng nhớ những hồn cụ toàn đoàn để lúc này phút quan niệm bắt đầu. Nên đi trong chuyện này của gia đình tiếp với đoàn ra bàn ăn chống nước chúc mừng với gia đình để gia đình chúng tôi được đón tiếp và có lời chia cảm tạ. Tiếp theo lễ viếng ban tổ chức tận lễ và gia đình xin trân trọng giới thiệu và kính mời gia đình bà Thảo, gia đình ông Duyên, gia đình ông Thêm, gia đình ông Hùng, gia đình bà Dung nhận được tin của 250 về quy ẩn tổ tiên. Đoàn về đây có nét nhang thơm sẽ lễ thắp hương đi cùng hương hồn. Kính mời đoàn vào thắp hương nản lên viếng ông Hạ, ông Hùng, ông Hữu, bà Bình đã tham gia vô dung võ chuẩn bị. Thank you.
cụ Vinh Nhĩ đấy. Nhận được tin cụ về hầu tiên tổ, vợ chồng tôi và các anh các em và tất cả các cháu là tôi thông gia với ông, chúng con chúng cháu nhận được tin cụ về hầu tiên tổ, chúng tôi đến trước tiên kính tiếng linh hồn ông, sau nữa là chia buồn cùng tăng quyến. Trong đó âm dương cách biệt này, chúng tôi không biết nói gì. Xin chúc cụ về nơi suối vàng an giấc ngàn thu, để tỏ lòng tiếc thương cụ trước khi cụ ra đi, cho phép chúng được để một phút mặc niệm tất cả gia đình chúng ta, để một phút mặc niệm bắt đầu. Thưa các cụ, xong các bạn cùng toàn thể tăng lễ, anh em chúng tôi là em bà kết được tin ông anh của tôi 250 về quê, anh em cũng có ngọn đèn đến viếng hương hồn của anh, phước bằng niệm bắt đầu. Tổ chức đại lễ và gia đình xin trân trọng giới thiệu và kính mời gia tộc họ Vương, gia đình cụ Sang là tình cảm thông gia với cụ, nhận được tin cụ 250 trở thành sức khỏe, đoàn về đây có nét nhạc thương dân lễ thắp hương tiên cơ hương hoặc cụ, kính mời đoàn vào thắp hương đặt lên viếng. Gia đình ông Vịnh, gia đình bà Họa, Khang, cháu Trung, cháu Thư chuẩn bị. Trước khi vào làm lễ cụ Đinh Hữu đấy, xin mời cụ Minh đại diện cho gia tộc họ Vương lên thân nén nhang. Kính thưa linh hồn cụ Đinh Hữu đấy, kính thưa toàn thể đại gia đình tăng quyến, được tin cụ 250 phi thiên hậu Phật về với tổ tiên, đoàn về viếng hôm nay đại diện cho gia đình cụ Sang là thông gia chung con chung cháu với cụ và đại diện cho gia tộc họ Vương, đứng trước linh cứu cụ xin thắp một nén nhang để tỏ lòng trân trọng và xin chia sẻ nỗi đau thương này cùng với toàn thể đại gia đình tăng quyến. Trong thời gian lâm bệnh, cụ đã được các con các cháu và gia đình hết lòng tận tình chạy chữa thức thang, nhưng vì tuổi cao bệnh trọng cụ không thể qua được, cho nên cụ đã thanh thản chút hơi thở cuối cùng hưởng thọ 90 tuổi. Những rủi ro họa phúc khôn lường do bàn tay của tử thần sắp đặt đã cuốn hút cụ về với thế giới vĩnh hằng, vui trốn tồn tại nhàn du tiên cảnh, quên đi tất cả tình cảm vui buồn, những kỷ niệm vàng son, những nỗi lo âu trăn trở mà tạo hóa đã an bài đè nặng lên mỗi cuộc đời mà suốt 9 thập kỷ qua cụ đã vươn trải ở nơi trần tục. Cụ không còn nữa, tổn thất này vô cùng to lớn, đau thương này thật là vô hạn, đã dồn nén vào các con, các cháu và gia đình người thân của cụ, và cũng là niềm thương tiếc vô hạn đối với tất cả bên nội, bên ngoại và con tròn xóm, bạn bè thân hữu gần xa. Trước những giây phút ngắn ngủi này, nén nhang thương hôm nay, toàn thể đoàn lễ viếng dành ngậm ngùi chia tay vĩnh biệt cụ.
rất mong cụ đã nhận lấy giây phút tình cảm thiêng liêng và sâu nặng. Trước lúc đi xa, xin kính chúc cụ được an giấc ngàn thu nơi đất tổ và linh hồn được siêu minh tịnh độ, vĩnh biệt cụ. Phút mặc niệm bắt đầu. Đây bên xong chuyện này của gia đình, thì về đoạn ra bán ăn chồng nước chúc mừng với gia đình để gia đình chúng tôi được đón tiếp và có lời tri ân cảm tạ. Tiếp theo đến tiếng ban tổ chức đại lễ và gia đình xin trân trọng giới thiệu và kính mời gia đình ông Quỳnh cùng với gia đình bà Hoàng, Khang, cháu Trung, cháu Thư có nét nhang thơm của dân lễ thắp hương kính hương hồn cụ. Kính mời đoàn bào thắp hương nặng lên phía các con cụ đấm chuẩn bị. Để tưởng nhớ đến công linh cụ, xin đoàn để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Nên đưa xong chuyện này của gia đình, kính mời đoàn ra bàn ăn chống nước chia buồn với gia đình để gia đình chúng tôi được đón tiếp và có lời tri ân cảm tạ. Tiếp theo là xin trân trọng giới thiệu và kính mời hội đồng ngũ năm 1991 do Hà làm trưởng đoàn ở đồng ngũ Thế Ông Thượng có nên nhắn thương về đây dân lễ thắp hương thi hương hồn cụ. Kính mời đoàn vào thắp hương nặng lên thiêng. Hội cụ quân nhân thôn 4 chuẩn bị. Kính thưa hương hồn cụ, thưa gia đình đặc biệt, được tin cụ 20 về hồn tổ, anh em cháu là hội đồng ngũ với con giai thường của cụ, có phòng hoa tươi, nén hương thơm đến kính viếng hương hồn cụ, chúc cụ ở dưới suối vàng ăn giấc ngàn thu. Để tưởng nhớ cụ, anh em cháu xin một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Đây bên xong, khi mẹ đoàn ra bàn ăn chống nước chưa bộ với gia đình để gia đình chúng tôi được đón tiếp và có đời chiên tạm tạm. Tiếp theo, ban tổ chức đại lễ và gia đình xin trân trọng giới thiệu và kính mời hội cụ quân nhân thôn 4 có nét nhạc thôn về đây dân lễ thắp hương khi quân hương một cụ. Kính mời đoàn vào thắp hương nặng lên thiêng. Gia đình ông bà Minh Khoa. Ban tổ chức đại lễ và gia đình xin trân trọng giới thiệu và kính mời gia đình bà Minh Thoa ở Tân Hương, Ninh Giang, Hải Dương, gia đình ông bà Quân Xuân đã tham gia với ông bà Tuấn Bay và gia đình ông bà Hiền Lớn đã tham gia với ông bà Tuấn Bay có nét nhạc thương về đến dân lễ thắp hương kinh quân hương hội. Kính mời đoàn bảo thắp hương nặng lên phía. Kính thưa vô hồn cô, kính thưa các ông các bà, thưa các cơ quan đoàn thể và các tổ chức xã hội trong và ngoài xã, được tin cụ tạm thế về với tiên tổ, anh em chúng con thông gia với ông Tuấn đến thắp hương kính viếng hương hồn ông để chia sẻ với đau buồn cùng gia các tuyến. Toàn thể anh em chúng con xin kính chúc cụ yên giấc ngủ ngàn thu, vĩnh biệt cụ. Toàn thể để phút tưởng niệm, phút tưởng niệm bắt đầu. Nên biết xong khi mẹ đoàn ra bàn ăn chống nước chưa bộ với gia đình để gia đình chúng tôi được đón tiếp và có lời cảm tạ. Tiếp theo đến tiếng ban tổ chức đại lễ và gia đình xin trân trọng giới thiệu và kính mời hội cụ quân nhân thôn 4 có nét nhang thơm bỏ hoa tươi về đây dân lễ thắp hương kính hương hồn. Kính mời đoàn vào thắp hương nặng lên tiếng. Gia đình cụ Kiền là tham gia với cụ đấy do Tuấn làm trưởng đoàn chuẩn bị. Viếng cụ tinh đình đấy, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Hương lên thắp cho cụ quần nhân, xin mời.
Kính thưa hương hồn cụ Đinh Hữu Đấy, kính thưa toàn thể gia quyến, kính thưa ban tổ chức tham gia cùng các ban ngành trong thôn xã, các quý khách gần xa cùng bà con nối xóm, chúng con là chi hội tình quân nhân thôn bốn cùng sinh hoạt với các con của cụ là đồng chí Văn, đồng chí Chán, đồng chí Cường và con rể cụ là đồng chí Tuấn. Chúng con được tin báo cụ 250 về cầu Tiên Hồ. Anh em trong chi hội chúng con có sửa một cái lễ mọn cùng đến nhãn thơm vòng hoa chi viện đến kính viếng hương hồn cụ cùng chia buồn với gia đình. Trước bàn thờ linh cữu của cụ liền hương bay khói tỏa tình cảm nhớ thương âm dương cách biệt. Chúng con xin kính chúc hương hồn cụ được yêu sinh tỉnh độ an giấc ngàn thu, để tưởng nhớ tới kính trọng hương hồn của cụ, anh em trong chi hội chúng con xin một phút mặc niệm cụ. Phút mặc niệm bắt đầu. Lễ viếng xong chuyện này của gia đình thiên minh đoàn ra bàn ăn chầu nước chịu buồn với gia đình để văn trong cụ được đón tiếp và văn ở tri ân cảm tạ. Tiếp theo lễ viếng ban tổ chức đại lễ và gia đình xin trân trọng giới thiệu và kính mời gia đình cụ Kiền là thông gia với cụ Đấy do Tuấn làm trưởng đoàn nhận được tin cụ 250 trong tuổi từ trần. Đoàn về đây với tình cảm thông gia quân cùng trách nhiệm cháu hà cho chung quân em nhạc thương về đây dân lễ thắp hương khi công hồn cụ, kính mời đoàn vào thắp hương làm lễ viếng. Ban giám đốc cùng toàn thể anh em công ty Việt Nam nô cần cùng cơ quan cứu trợ chuẩn bị. Để tưởng nhớ đến vong linh cụ, xin đoàn để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Lễ viếng xong, kính mời đoàn ra bàn ăn chầu nước chia buồn với gia đình để con cháu cụ được đón tiếp và con đời cảm tạ. Tiếp theo lễ viếng ban tổ chức đại lễ và gia đình xin trân trọng giới thiệu và kính mời ban giám đốc cùng toàn thể anh em công ty Việt Nam lưu cần cùng cơ quan với ông thửa nhà đại tin cụ 250 trong tuổi tuyên trần. Đoàn về đây quân hết nhãn thương dân lễ thắp hương khi công hồn cụ, kính mời đoàn vào đặt vòng hoa dân hương làm lễ viếng. Gia đình bà Đạ ông Lực chuẩn bị. Để tưởng nhớ đến vong linh cụ, xin đoàn để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Lễ viếng xong, kính mời đoàn ra bàn ăn chầu nước chia buồn với gia đình để gia đình chúng tôi được đón tiếp và có lời cảm tạ. Tiếp theo lễ viếng ban tổ chức đại lễ và gia đình xin trân trọng giới thiệu và kính mời gia đình bà Đạ ông Lực nhận được tin phủ 250 về quy ẩn tổ tiên. Đoàn về đây đang thôn dân lễ thắp hương kim cương một, kính mời đoàn vào thắp hương làm lễ viếng. Gia đình cụ Bùi là thông gia với cụ Đấy chuẩn bị. Lễ viếng xong, kính mời đoàn ra bàn ăn chầu nước chia buồn với gia đình để gia đình chúng tôi đón tiếp và có lời cảm tạ. Tiếp theo ban tổ chức đại lễ và gia đình xin trân trọng giới thiệu và kính mời gia đình cụ Mùi là thôn gia với cụ nhận được tin cụ 250 về quy ẩn tổ tiên. Đoàn về đây quân hết đang thôn dân lễ thắp hương chi viên hương hồn, kính mời đoàn vào thắp hương làm lễ viếng. Kính mời gia đình cụ Bùi vào thắp hương làm lễ viếng.
thưa hương hồn cụ, hôm nay được tin cụ 250, gia đình thông gia và mùi phòng cùng gia đình bản nhân và quý cũng như các con cháu ở Hà Nội về tập trung đây đông đủ để có cái bồi hoa và có lễ dâng lên kính viếng hương hồn cụ. Trước lúc chia xa không biết nói gì hơn, đoàn xin dùng một phút bằng niệm. Phút bằng niệm bắt đầu. Nên viên xong chuyện này của gia đình, tiếp bị đoàn ra bản đăng chủ nước chủ của gia đình để gia đình chúng tôi được đón tiếp và bắt đầu chiến cảm tạ. Tiếp theo đến tiếng ban tổ chức đại lễ và gia đình xin trân trọng giới thiệu và kính mời các cụ, các ông, các bà, con cháu bên ngoại của cụ đấy ở Trung Quốc nhận được tin cụ 250 trở về sức khỏe. Đoàn về đây có nét nhắc thương của cô tư dân lễ thắp hương kim văn hồn. Kính mời đoàn vào thắp hương đặt lên tiếng. Gia đình cụ Vân là thông gia với cụ đồng của ông Hùng Miền chuẩn bị. Và làm lễ tôi xin trân trọng giới thiệu ông bà, linh thất, ông nha. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông, các bà cùng toàn thể gia đình tăng chủ được tin lấy 250 theo tiên tổ. Chúng tôi là anh, là ông, là bà, là anh, là chị và là các cháu của ông có thể nhanh đến trước nghi chữ của ông cũng có một Nên đoàn ra bàn ăn chầu của nước chia buồn với gia đình để gia đình chúng tôi được đón tiếp và có lời chia cảm tạ. Tiếp theo ban tổ chức đại lễ và gia đình xin trân trọng giới thiệu và kính mời gia đình cụ Vân là thân gia thích cụ đầu của ông Hùng Miền nhận được tin cụ 20 về quy ẩn tổ tiên. Đoàn về đây có nét đáng thương cho lễ thắp hương kim cương thân hồn. Xin mời đoàn vào thắp hương nản lên tiếng. Gia đình bà Thắm cùng các con cháu chuẩn bị. Kính thưa hương hồn của kim cân đấy, kính thưa các cụ, kính thưa ban lễ tang, chúng tôi thuộc vào gia đình của ông Nguyễn Văn Tuân, dâu gia với cụ Đinh Văn Đấy và anh Nguyễn Văn Hùng là con rể của cụ. Chúng tôi là cô dì, chú bác, anh em và dâu gia của ông Hùng có mặt đứng trước linh thiêng của cụ. Chúng tôi có nén hương thơm, có cây nến hồng sáng tỏ để trân trọng viếng linh hồn cụ về với tiên tổ, về với nơi cực lạc được thiêu sinh thực độ, đặt nói chung thanh cao mát mẻ. Chúng tôi xin kính kẻ cụ để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Nên viên xong chuyện này với gia đình, kính mời đoàn ra bàn ăn chống nước chia buồn với gia đình để con cháu cụ được đón tiếp và có lời cảm tạ. Tiếp theo đến tiếng ban tổ chức đại lễ và gia đình xin trân trọng giới thiệu và kính mời gia đình bà Thắm cùng con cháu nhận được tin cụ 250 trở về sức khỏe. Đoàn về đây có nét nhắc thương từ lễ thắp hương kim cương hương hồn. Kính mời đoàn vào thắp hương nản lên tiếng. Gia đình bà Đan cùng con cháu chuẩn bị. Để tưởng nhớ đến công minh của sư đoàn để một phút bằng niệm. Phút bằng niệm bắt đầu. Đến bên sau chúng mình đoàn ra bàn ăn chồng nước cho bốn gia đình để gia đình chúng tôi được đón tiếp và có lời chiên cảm tạ. Tiếp theo đến tiếng ban tổ chức đại lễ và gia đình xin trân trọng giới thiệu và kính mời gia đình bà Đan cùng con cháu nhận được tin bắc về quy ẩn tổ tiên. Đoàn về đây có nét nhắc thương dân lễ thắp hương kính hương hồn. Kính mời đoàn vào thắp hương nản lên tiếng. Gia đình ông dân ở các đô hoa thám ấn thi bạn bốn cường chuẩn bị. Nên biết xong
kính mời đoàn ra bàn ăn sống nước chiều một gia đình để gia đình chúng tôi đón tiếp và lời cảm tạ. Tiếp theo đến viếng ban tổ chức đại lễ và gia đình xin trân trọng trước đầu và kính mời gia đình ông Tân và Cam Đô Hoa Thắm Ân Thi là bạn của ông Phượng. Nhà được tin của 250 trở thành rất về đoàn thế định đến thân thương dân ấy thắp hương kinh kinh văn hồn. Kính mời đoàn tàu thắp hương nản đến viếng. Cùng khác, cùng khác, cùng khác ở Hương Quốc chuẩn bị. Đến bên sau kinh kỳ đoán ra bản ăn trồng nước cho bốn gia đình để gia đình chúng tôi đón tiếp và ra đời cảm tạ. Tiếp theo ban tổ chức đại lễ và gia đình trân trọng giới thiệu và kính mời cùng các cùng khoát ở Hương Quốc con em nhà thương về đây gia đình thắp hương kính hương hộp chủ. Kính mời đoàn vào thắp hương nạp lên viếng. Tôi đồng ngũ năm 1978 đồng ngũ với ông Võ ở Thuận Hưng chuẩn bị. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời quân đồng ngũ năm 1979 đồng ngũ với ông Tuấn
nhận được tin tổ 254 trở về sức khỏe, đoàn về đây cơ sở vòng hoa tang nén nhang thơm dẫn đến thắp hương kim cương hương hoàng tổ, kính mời đoàn vào thắp hương làm lễ viếng ban thân chú xã Thuần Hưng chuẩn bị. Trước khi làm lễ viếng cụ Đinh Hữu Đấy, xin kính mời đồng chí Nguyễn Văn Hợp lên một chầu nhang trước vòng linh của đồng cụ. Kính thưa hương hộ cụ Đinh Hữu Đấy, kính thưa gia đình Nam Nguyên, hôm nay được tên cụ 250 về hầu yên tổ. Chúng tôi hội đồng cụ của ông Tuấn là con rể của cụ, có vòng hoa tươi và đẹp tân nha. Trước là để kính viếng hương hồn cụ và chia buồn của toàn thể của gia đình Tam Quyến. Kính thưa ông anh cụ, trước giờ phút tiễn biệt cụ vào giấc thiên thu, chúng tôi xin cầu cho cụ được tiêu sinh tịnh độ và chúc cụ đi về cõi vinh hằng, tâm thanh thản để ngàn thu an tất nghỉ. Để được nhớ cụ, xin dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Đi viên xong chuyện này với gia đình kiếm đại đoàn ra bán ở chầu nước trước một với gia đình để gia đình chúng tôi được đón tiếp và có lời chia cảm tạ. Tiếp theo đến viếng ban tổ chức đại lễ và gia đình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời ban thân chú xã Thuận Hưng nhận được tin cụ 250 trong tuổi từ trần đoàn về đây có sở vòng hoa tang nén nhang thơm dẫn đến thắp hương kim cương hương hồn cụ, kính mời đoàn vào đặt vòng hoa dâng hương làm lễ viếng. Mời ban mẹ thôn bốn chị em giữa chuẩn bị. Đội văn nghệ thôn 4 cùng chị em trong giữa chuẩn bị. Kính thưa linh hồn của cụ Đinh Hữu Đấy, thưa toàn thể tăng gia, được tin cụ 250 xã Tử Dương Thế và chúng cháu là ban dân số xã Thần Hưng, công tác cùng với con gái của cụ là đồng chí Mân Lê Thị Mưa Thị Mây, Linh Thị Mây, được tin cụ chúng cháu đến đây thắp nén hương thơm và có vòng hoa tươi để kính viếng cụ. Xin mời chị em một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Đi viếng xong chuyện này với gia đình kim cái đoàn ra bán ăn chầu nước chưa một với gia đình để gia đình chúng tôi để đoán tiếp và có lời chia cảm tạ. Tổ chức đại lễ và gia đình xin trân trọng giới thiệu và kính mời đội văn nghệ thôn bốn cùng chị em xóm giữa nhận được tin cụ 250 trăm tuổi về già, đoàn về đây có nét nhang thương dưới thắp hương kim cương hương hồn cụ, kính mời đoàn vào thắp hương làm lễ viếng. Anh em ông bà thúc thu đã tham gia hương và du võ chuẩn bị. Đền thần nhớ đến con đi tuổi sư đoàn để một phút bằng niệm. Phút bằng niệm bắt đầu. Nên viên sau khi về đoàn ra bàn ăn chầu nước cho một gia đình để gia đình chúng tôi được đón tiếp và có lời chiên cảm tạ. Tiếp theo đến viếng ban tổ chức đại lễ và gia đình xin trân trọng giới thiệu và kính mời anh em ông bà phúc thu đã tham gia với ông bà xung võ nhận được tin tổ 250 trở thành sức khỏe, đoàn về đây có nét nhang thơm dâng lên thắp hương kim cương hồn cụ, kính mời đoàn vào thắp hương làm lễ viếng. Một đồng ngũ của ông Trạng chuẩn bị. Để tưởng nhớ đến con linh cụ, xin đoàn để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Nên viên sóng như về đoàn ra bán ăn chống nước cho bốn gia đình để gia đình chúng tôi để đón tiếp và có lời chia cả tạ. Tiếp theo đến viếng ban tổ chức đại lễ và gia đình xin trân trọng giới thiệu một kính mời hội đồng ngũ của ông Trạng nhận được tin tổ 250 về quy ẩn tổ tiên, đoàn về đây có nét nhang thương dẫn đến thắp hương khi cô hương hồn, kính mời đoàn vào thắp hương làm lễ viếng. Hội xóm ông Phan chuẩn bị.
kính thưa linh hồn cụ Minh Hưu đấy, kính thưa các cụ ông cơ bản, chúng con là đồng ngũ của xã được tin cụ Quy Tiên chầu Phật, chúng con có lẽ hương thơ đến kính viếng linh hồn cụ, chúc cụ về có vĩnh hằng an rất là vui để một chút thuốc mật bắt đầu. Nghe viên xong chuyện này của gia đình, tiếp theo đoàn ra bán ra chồng nước chưa buồn với gia đình để gia đình chúng tôi đón tiếp với lời cảm tạ. Tiếp theo ban tổ chức đặt lễ và gia đình xin được chồng chúc mừng và kính mời hội xóm bốn văn nhận được tin cụ 20 về quy ẩn tổ tiên đoàn về đây có sở vọng hoa tang nén nhang thơm chúc lễ bọn dân đến thắp hương đi hương hoàng cụ, kính mời đoàn vào thắp hương đại lễ viên. Kính mời một vị đại diện cho đoàn đến thắp hương nhang. Để tưởng nhớ đến công minh chủ, xin đoàn để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Xin biết xong khi về đoàn ra bán ăn chồng nước cho một gia đình để gia đình chúng tôi để đón tiếp và có lời chia cảm tạ. Tiếp theo ban tổ chức đặt lễ và gia đình xin được trọng giới thiệu và kính mời hàng xóm ngõ 35 Đại Đồng Hà Nội là xóm Cố Văn Hợi nhận được tin cụ 20 về quy ẩn tổ tiên đoàn về đây có nét nhắn thương dân lễ thắp hương sinh viên hôm một, kính mời đoàn vào thắp hương đại lễ viên. Để từng nghĩa lên vòng lên cụ, xin đoàn để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Lên viên xong khi người đoàn ra bán ăn chồng nước trên một đứa gia đình để gia đình chúng tôi được đón tiếp và có thể chia cảm tạ. Và kính mời các đoàn vùng biến trở lại gia đình chúng tôi trước 7 giờ của buổi sáng ngày mai. Dưới đây chuyên điểm sau đó cùng di quan thương đưa thi hài cụ Đinh Hữu Đấy của gia đình chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Khi phần hồ của được mối yên bốn xong, kính mời các đoàn vùng biến trở lại gia đình ăn chồng nước chúc mừng với gia đình để con cháu cụ được đón tiếp và có lời chia cảm tạ. Alo, kính thưa các cụ con ông bà trong gia tộc họ Đinh, bây giờ sắp đến giờ để làm lễ kính viếng cụ đấy, xin mời tất cả các ông các bà trong gia tộc họ Đinh quay về nhà làm lễ để chuẩn bị quay làm lễ viếng cụ đấy. Kính mời, và đặc biệt là mời ông Bình ở đâu quay về ngay thật thương, xin kính mời. Tổ chức đại lễ và gia đình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời tập thể xóm mới thôn Sài Thị nhận được tin cụ 20 về quy ẩn tổ tiên, đoàn về đây cốt sửa vòng hoa an nén nhang thương, dân lễ thắp hương kính viếng hương hoàng, kính mời đoàn vào thắp hương đại lễ viên. Chiếc buổi mất mát to lớn nhất đối với gia đình trang chủ để tưởng nhớ đến thương hiệu
toàn tập thể sống với chúng ta để dành một phút bài liệu. Phút bài liệu bắt đầu. Xin được xong. Thôi. Kính mời đoàn ra bàn ăn chầu nước chia buồn với gia đình để gia đình chúc cho người đón tiếp và có lời chia cảm tạ. Ban tổ chức đã đến và gia đình xin được chào chúc mừng và kính mời cháu Thúy Linh là bạn của cháu Tuấn Anh, con em Nam Thương về đến dân lễ thắp hương xin thưa một cụ kính mời đoàn vào thắp hương ảnh đại diện. Để vi trọng những người đoàn ra bàn ăn chầu nước chia buồn với gia đình để gia đình chúc mừng người đón tiếp và có lời chia cảm tạ. Ban tổ chức đã đến và gia đình xin được chào chúc mừng và kính mời vợ chồng Nguyễn Tùng là bạn ông bà Tráng Hoa cùng vào viếng là tập thể anh em tổ điện công ty Hùng Vương cùng cơ quan với ông Tráng Hoa cùng vào viếng là ban giám đốc và nhân dân nhà hàng Cai Xin Biên Hòa Đồng Nai cùng cơ quan với ông Tráng nhận được tin tổ 250 trở vật thức về đoàn về đây có nét nhan thương dân lễ thắp hương tin tưởng hương hồn tiếp mời một vị đại diện cho đoàn vào thắp nhang làm lễ viếng. Bây giờ đến giờ để làm lễ của họ Đinh xin kính mời tất cả các cụ công con bà. Tiếp theo lễ viếng ban tổ chức đại lễ và gia đình xin được trọng giới thiệu và kính mời cháu Nguyễn Ngọc Duyên, Trần Đại Xuân ở Đại Hưng là bạn của ông Cường nhân tin của 250 về chuyện tổ tiên đoàn về đây có nét nhan thương tân lễ thắp hương đi vô hương hồn kính mời đoàn vào thắp hương làm lễ viếng. Ban tổ chức tân lễ và gia đình xin được trọng xin được một kính mời cháu Thông Sinh có nét nhan thương để đi dân lễ thắp hương kim dương hoàng cụ kính mời đoàn vào thắp hương làm lễ viếng. Bạn của ông Võ nhận được tin phủ 250 phần sức về
và tới đây có đến nhà thôn tân lễ thắp hương kim hương hội kim bảo và bảo thắp hương và đồng hoa hương hương là vô thượng. Tức yếu từ trần về với tổ tiên
Thay mặt bà con họ Đinh tỉnh Hưng Yên, ban liên lạc về đây thắp nén hương thơm, vòng hoa tươi thắm, thương tiếc tưởng nhớ cụ và có lời chia buồn sâu sắc với toàn thể gia quyến. Kính chúc cụ nơi tôn hoàng ăn rất ngàn thu với tổ tiên. Kính biệt cụ, đề nghị đoàn để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Gần 100 năm suốt cuộc đời, mừng cha vẫn khỏe, vẫn tươi vui. Chỉ qua giờ phút cha lâm bệnh, cha đã mau chân hiến cuộc đời. Con tưởng cha chưa đến mệnh nào, đời người xem tựa giấc chiêm bao. Cha ơi, cha đã không còn nữa, để lại cháu con phút nghẹn ngào. Nhớ cha, nhớ lại những năm xưa, nhớ tuổi thanh xuân mới độ nào. Cha dạy chúng con cùng con cháu, tưởng chừng năm tháng chẳng là bao. Nhớ lại trong cha bao kỷ niệm, còn đâu tâm sự nữa cha ơi. Vĩnh biệt chúng con có mấy lời, ngót trăm năm tình huyết thống, lòng đầy thương nhớ biết bao nhiêu. Từ nay con biết tìm đâu thấy, chỉ thấy hương bay nến ảnh thờ. Kể hết sau đây lời thắm thiết, chân thành con chỉ biết khóc trong thơ. Tục ngữ có câu: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Câu ca dao ấy tuy rất mộc mạc, dễ hiểu, dễ thuộc, không biết có từ bao giờ, từ đời nọ sang đời kia, nhằm nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn nhớ ơn đến công lao to lớn của ông bà, cha mẹ, người đã có công sinh thành, nuôi dưỡng và dạy dỗ chúng ta từ khi còn trong bụng mẹ đến lúc chào đời chập chững biết đi, cho đến hết cuộc đời. Công lao to lớn ấy không có gì có thể sánh được. Do đó nó được ví như biển rộng trời cao, như nước trên nguồn chảy mãi không cạn. Đã là người, ai cũng có ông bà, cha mẹ. Đó là những người đã sinh thành, dưỡng dục chúng ta khôn lớn. Cây có cội, người có tông, ai ai cũng có cha mẹ, quê hương, anh em, bạn bè để nhớ nhung. Dù phải hy sinh cả tính mạng, dù phải đêm hôm làm lụng vất vả, vượt qua bao khó khăn nguy hiểm, ăn đói mặc rét, cũng luôn cố gắng để dành những gì tốt đẹp nhất cho những đứa con. Không bao giờ cha mẹ toan tính hơn thiệt với những đứa con thân yêu do chính mình đẻ ra. Do đó chúng ta, những người làm con làm cháu, phải luôn biết ơn kính trọng, để không được làm điều xấu, để trở thành người tốt. Đó là sự đền đáp với cha mẹ. Chúng ta được hưởng hơi ấm của cha, sữa nóng của mẹ, được nuôi sống từ dòng sữa của mẹ, được cha truyền cho ý chí và nghị lực để đi vào cuộc đời, được mẹ dạy cho lòng yêu thương và cần mẫn với cuộc đời. Cha đã bao dung và che chở cho các con trưởng thành. Mẹ tuy sức yếu tay mềm, nhưng luôn yêu thương chiều chuộng, ân cần, lo lắng suốt đời vì các con. Mẹ suốt đời sẵn sàng chịu đựng và hy sinh mọi thứ để cho các con được an vui.
vì các con mà mẹ phải gian nan vất vả cả cuộc đời. Cha luôn vất vả sớm tối chỉ mong mang về manh áo bát cơm cho các con. Cha có thể phải vượt qua bao suối, lội qua bao nhiêu đèo, dù khó khăn vất vả, nhưng nếu các con được học hành, cho con có niềm vui, nụ cười, thì cha vẫn vượt qua. Mẹ chúng tôi đã phải 9 tháng 10 ngày cưu mang, 3 năm bồng ẵm, chăm sóc lo lắng cho anh chị em chúng tôi mỗi khi trái gió trở trời. Mẹ mừng vui khi các con bình an vô sự, thấp thỏm lo âu khi các con có đứa ốm đau. Vì ngày mai tươi sáng của các con, mẹ đã phải vượt qua bao gian nan, buôn bán tảo tần, đi ngược về xuôi, đi sớm về tối, dãi dầm mưa nắng, bôn ba khắp nẻo đường đời. Công ơn cha mẹ chúng tôi ví như biển rộng trời cao, dù có nói gì cũng không thể nào nói hết được. Cha đã tiếp cho chúng tôi sức sống và niềm tin và hy vọng. Mẹ đã cho chúng tôi những lời ru ngọt ngào và trìu mến, dìu dắt chúng tôi từ khi chập chững biết đi đến lúc trưởng thành. Bao vất vả khó khăn đã hằn những vết nhăn trên trán mẹ, mưa nắng cuộc đời đã làm tóc mẹ, tóc cha pha xương. Chúng con dù đứa sống xa quê, cũng như có đứa còn ngược xuôi về đâu, thì mái nhà thân quen, nơi có cha có mẹ, vẫn đứng mong đợi những đứa con trở về. Dù chúng tôi có cuộc sống ấm no, thành đạt, thì đêm đêm cha mẹ vẫn bồn chồn, lo lắng. Cha mẹ đã cho chúng tôi tình yêu thương vô bờ bến. Hôm nay, ngày mai và mãi mãi, chúng con không bao giờ trả hết. Dù chúng con có dốc sức phụng dưỡng cha mẹ, thì công ơn cha mẹ chất cao như núi, không bao giờ trả xong. Vậy mà có lúc chúng con lại vô tâm mải đi tìm niềm vui, bôn ba theo tiếng gọi của lợi danh, bỏ quên hai đấng sinh thành. Thật là đáng tội, đâu có biết nơi quê nhà cha vẫn trông, mẹ vẫn đợi, chị vẫn mong các con các cháu về sum họp đông đủ. Nhân ngày rằm tháng Tết, tìm lại những ngày tháng êm đềm âu yếm trong vòng tay che chở của cha mẹ, nâng niu các con trong giấc ngủ trưa, trong câu ca dao ngọt ngào của mẹ. Công đức cha mẹ như núi cao biển rộng, ơn cha mẹ nghĩa sinh thành, chúng con khó đáp đền. Chúng con dù làm gì ở đâu, dù ở cương vị nào, nhưng mỗi khi gặp khó khăn hoạn nạn thì chỉ biết tìm về với mẹ với cha. Vì chỉ có mẹ cha mới là nơi yên bình, chỉ có mẹ cha mới sẵn sàng dang rộng tấm lòng tình thương để cứu giúp cho các con. Cha mẹ luôn sống bên nhau trọn đời vì các con. Cha mẹ là người tạo niềm tin, nền móng vững chắc để cho mỗi đứa vững bước vào đời. Chúng ta dù ở bất cứ cương vị nào nhưng đều nhỏ bé với cha mẹ. Ôi tình mẫu tử, phụ tử mới bao la thiết tha làm sao. Để thấu hiểu được công lao to lớn đó, mỗi chúng ta cần làm việc công tác tốt, không làm điều gì xấu, sống nhân từ với mọi người để sưởi ấm tấm lòng của cha mẹ. Đó là đạo lý nét đẹp của mỗi con người Việt Nam ta. Chúng ta không những phải quan tâm chăm sóc cha mẹ mà phải sống có đạo lý, làm điều hay lẽ phải, nuôi dạy con cháu thành đạt, là người công dân tốt. Đó là phần thưởng làm cho cha mẹ ông bà ấm lòng.
đời cha từng trải gian lao, vì con cha đã vượt qua bao nhọc nhằn. Lời cha dạy con đinh ninh trong dạ, ơn nghĩa cha ví tựa núi sông. Làm tôn quý tử tươi hồng, cha ơi công dưỡng dục ví bằng biển cả, ơn sinh thành ví tựa non cao. Những mong báo đáp công lao, giờ đây con biết nơi nào tìm cha. Đâu còn thấy vào ra bóng dáng của cha già trăm kính ngàn yêu. Nhớ cha sớm sớm chiều chiều, bữa ăn giấc ngủ bao điều ngẩn ngơ. Đêm thương ngày nhớ thẫn thờ, đau thương này biết bao giờ cho nguôi. Âm dương đôi nẻo cách vời, cha về con ở trên đời vắng cha. Dâng cha hương ngát ngàn hoa, non bồng tiên cảnh mong cha sớm về. Cha ơi, chúng con nhớ cha trong buổi xuân xanh, ơn cha đạo cả sinh thành, đêm ngày dạy dỗ đường ăn lối ở. Việc cửa việc nhà lại lo bề nghi thất nghi gia, cho sum họp chúc may bạch đoá. Chúng con nhớ chữ cương thường đạo cả, lòng những lo hiếu thảo đền ơn. Nết kiệm cần hằng giữ sớm hôm, may mới được ra đường cơ chỉ. Cha ơi, cảnh gia đình đang hòa hiếu chung vui đầy sân hòe quế, thì bỗng đâu một cơn gió cả chút bẻ nhành mai, làm hoa lìa cây rụng cánh rối bời, làn én lìa đàn kêu xuân vỏ võ. Chúng con những mong cha thêm trường thọ, dìu dắt chúng con khuyên nhủ nên người. Ai ngờ trăng lặn sao rời, cha vội về Tây Trúc. Đến trước đình Tây Trúc, kính cẩn nghiêm mình, kính thân cư hồi vụ và kính người thượng vụ về nơi đáng nghỉ cuối cùng, cùng chia buồn cùng tăng quyến, để tỏ lòng thương tiếc cụ hộ dành một phút bằng niệm. Phút bằng niệm bắt đầu. Nên khi xong trên bài đoàn ra bàn đất chống nước chưa bốn với gia đình, để gia đình chúng tôi được đón tiếp và có đại hành cảm tạ. Than ôi, trên tòa bảo hộ lác đác sao thưa, trước chốn giao trì tờ mờ mây hóa. Cơ tạo hóa làm chi ngang ngửa thế, bóng khích câu khen khéo trêu ngươi. Chữ cương thường nghĩ lại ngậm ngùi thay, tình hiếu điều chưa yên thỏa dạ. Ơn nuôi nấng áo dày cơm nặng, biển trời khôn xiết mấy công lao. Nghĩa sớm hôm ấp lạnh quạt lòng, tơ tóc những niềm chưa trả. Ngờ đâu nhà huyên khuất núi, trời mấy cách trở muôn trùng. Trời tối mờ sương, âm dương xa vời đôi ngả. Trông xe hạc lờ mờ ẩn bóng, cắm cảnh cuộc phù sinh chưa mấy. Gót tiên du đã lánh cõi trần lai. Cha ơi, nhìn cha đi khuất con xót xa trong dạ, hai hàng nước mắt lã chã tuôn rơi. Lạy cha, nghìn lạy cha ơi, hương hoa kính cẩn dâng người hôm nay. Lòng thành kính xin cha nhận lấy, vâng lời cha thường dạy cháu con.
hiếu trung hai chữ vẹn tròn, để cha yên giấc mây ngàn thiên thu. Cha ơi, hình bóng cha từ nay đã khuất, lòng con càng thảm thiết xót xa. Từ nay cha đã đi xa, từ nay con mãi mất cha trên đời. Đau lòng con lắm cha ơi. Cha ơi, gần đến giờ tiễn cha, con càng thêm ngậm ngùi trong dạ. Dòng lệ thương cha lã chã tuôn rơi. Đau lòng con lắm cha ơi, hương hoa tính cẩn dâng người hôm nay. Lòng thành kính xin cha nhận lấy, vâng lời cha thường dạy cháu con, hiếu trung hai chữ vẹn tròn, để cha yên giấc cửu tuyển ngàn thu. We'll be right back.
anh trai có được không? Được. Tất cả anh em để ý này, một tiếng quát nào, hai tiếng lên tay cho đều, đi vòng quay quay đầu, không đi vòng trái, quay đầu ra ngoài chân, để ý bình chân, cứ bình chân, để ý chân. Bên ngoài hộ tống vào, nhìn chân trên mặt vào. Được rồi, được rồi. Nhìn cho tất cả các thân vào, để ý trên mặt, để ý trên mặt. Để ý trên mặt. Rồi, một tiếng bỏ đi này. Một tiếng bỏ đi này. Hai tiếng xuống tay về này. Kính thưa gia đình Tăng Gia, kính thưa cụ Đinh Hữu Đấy hưởng thọ 90 tuổi, nhận tin cụ 250 quy kiến về hầu tiên tổ. Đoàn đại biểu chúng tôi là chi bộ cơ sở 4, nơi cùng công tác đồng chí Đinh Cú Văn là con của cụ. Chúng tôi nhận được tin thật là hưởng thọ. Cha ơi, chúng con đâu còn được gặp dáng cha như xưa. Đau sẽ lòng con từ nay cội Nam cảnh Bắc, ngày chảy sáu khắc đêm vắng năm canh. Tưởng bóng cha kính yêu thoáng hiện ngoài mảnh, tưởng dáng cha hiền đã về qua màn hương khói. Hiền mai nắng rọi vào ngẩn ra ngơ, hết đợi thôi chờ nắng hồng giá lạnh. Bùi ngùi ngắm cảnh tuôn rơi nước mắt đôi hàng. Ôi thương ôi, trách cao xanh sao khéo hẹp hòi, cơ một chút đời sao mau mắn nhé. Các con những mong ngày thêm rộng tháng thêm dài, để phụng dưỡng cha bỏ công ơn áo nặng cơm dày. Đồ thôi y đâu đã lạ lùng thay, càng cám cảnh khi đầu tang tóc chế. Ai xui nên nỗi này, nỡ để con dày nhớ mãi mong.
Kính thưa vương hồn cụ đinh hữu đấy, kính thưa gia đình tác quyến, kính thưa các cụ, các ông, các bà, thưa toàn thể nhân dân có mặt trong phòng tang lễ, được tiếp cụ đinh hữu đấy 250 quý tiên chầu Phật vào hồi 18:30 ngày 24/2/2019, tức ngày 20/1 năm Kỷ Hợi, hưởng thọ 90 tuổi. Ban công tác mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội thôn bốn, hội người cao tuổi có một bức chướng và 700.000 đồng tiêu chuẩn tiền bảo thọ của cụ. Chi hội đất dân có nén hương thơm, vòng hoa tươi và một phong bì để kính tiễn hương hồn cụ. Kính thưa hương hồn cụ, thưa gia đình tác quyến, cụ đinh hữu đấy xuất thân trong một gia đình thuần nông, sống giản dị, cần cù liêm chính, cần cù sáng tạo, siêng năng lao động sản xuất. Năm 1952, nghe theo tiếng gọi của Đảng và Nhà nước, cụ đã hăng hái tham gia vào đội du kích sông Giàn chống Pháp, bảo vệ Tổ quốc. Trong thời gian du kích, cụ luôn phấn đấu nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, từ người du kích trở về phụ cùng cụ bà tiếp tục tham gia lao động sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Cụ và cụ bà sinh được 8 người con, 4 trai, 4 gái. Cụ là một người cha, người ông, người cụ mẫu mực, gương mẫu, giúp đỡ con cháu rèn luyện đạo đức, xây dựng quê hương với cả tận lòng chân thành, yêu thương công nghĩa trọn đời cho con cháu. Các con, các cháu cụ đã phát huy được truyền thống cách mạng, tận cụ sáng tạo, chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Riêng đối với người con trai thứ hai của cụ là đồng chí Đinh Văn đã phấn đấu vào Đảng, đã cùng với chi ủy, chi bộ, các bộ thôn tham gia nhiều nhiệm kỳ. Đồng chí đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Kính thưa hương hồn cụ đinh hữu đấy, trong lúc cụ lâm bệnh, cụ đã được các con cháu chạy chữa thuốc thang, cầu mong cho cụ khỏi bệnh để tiếp tục trông nom và mang con cháu. Xong, do tuổi cao sức kiệt, cụ đã chút hơi thở cuối cùng về nơi vĩnh hằng. Cụ mất đi các con, cụ mất đi một người cha kính quý, các cháu, các chất cụ mất đi một người ông, người cụ đức độ hiền hòa. Dòng họ mất đi một thành viên, hàng xóm mất đi một người hết sức mẫu mực, bạn bè của cụ mất đi một người bạn tri kỷ. Nhưng đó là quy luật của tạo hóa, có sinh có tử. Mong hương hồn cụ được siêu thoát về nơi vĩnh hằng. Toàn thể và nhân dân thôn bốn cùng chia sẻ đau thương mất mát vô cùng to lớn, không có gì không có thể bù đắp được cùng với gia đình. Đứng trước linh cữu của cụ, chúng tôi cầu mong cụ được siêu thoát và được nhớ đến cụ. Xin đoàn để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Xin mời chi hội cựu chiến binh hôm nay nhận được tin cụ 250 trở về
Đoàn vô linh có lẽ nhau thôi, nhưng nếu thất hướng đi hương bổng phủ, kinh mời đoàn vào thất hướng làm định biến. Đồng chí Vinh Hữu đấy, xin mời đồng chí Đỗ Hữu Tài lên thắp hương với nhân nhàn. Xin mời đồng chí Vinh đứng đầu vị trí. Xin mời những tay phải bạn. Kính thưa vong linh hồn đồng chí Tinh Hiệu đấy, kính thưa gia đình Tam Quyến, thưa các vị đại biểu và nhân dân tới dự buổi tang lễ hôm nay, nhận được tin đồng chí Tinh Hữu đấy, hội viên hội cựu chiến binh thôn 4 xã Thuần Lương, giã từ Dương Thế, quy tiên hầu tổ, chúng tôi cán bộ hội viên cựu chiến binh thôn 4 xã Thuần Lương, đơn vị đồng chí đấy đang sinh hoạt, có nén nhang thơm, có bổng hoa tươi, bức chướng mang dòng chữ chọn nghĩa nước non thấm tình đồng đội, và kèm theo phong bì tiền chân quỹ của đồng chí là 700.000 đồng, đến kính viếng đồng chí và lời chia buồn sâu sắc nhất tới toàn thể gia đình Tam Quyến. Kính thưa vong linh hồn đồng chí Tinh Hữu đấy, thưa toàn thể tăng gia, đồng chí Tinh Hữu đấy sinh năm 1929, tham gia đội du kích sông Giàn năm 1952. Đồng chí sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh tổ quốc qua chiến tranh chống thực dân Pháp, dân tộc ta đang bước vào giai đoạn tiến công oanh liệt. Đầu năm 1952, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc, chàng thanh niên Tinh Hữu đấy trực tiếp vào đội du kích sông Giàn chống thực dân Pháp cùng với toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng với đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Kháng chiến thắng lợi, miền Bắc hoàn toàn giải phóng, hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang. Để ghi nhận công lao của đồng chí Tinh Hữu đấy, Đảng, nhà nước, quân đội tặng thưởng kỷ niệm trương và nhiều huy hiệu giấy khen khác cho đồng chí Tinh Hữu đấy. Trở về đời thường, xây dựng hạnh phúc gia đình và cùng người vợ nuôi dạy các con khôn lớn trở thành. Tiếp bước người cha, đồng chí đã động viên 4 người con trai và 2 người con rể của đồng chí đã lên đường nhập ngũ xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Các con của đồng chí đều hoàn thành tốt nhiệm vụ của quân đội giao cho, trở về địa phương xây dựng hạnh phúc gia đình, giữ vững bản chất bộ đội Cụ Hồ. Đồng chí và gia đình luôn luôn chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cũng như các quy định của địa phương. Đồng chí tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào của hội, xây dựng cho hội trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Nhưng than ơi, tạo hóa nào ngờ, về tuổi cao đồng chí đã ốm đau nhiều lần, được các con các cháu thuốc thang ngày đêm tận tình chu đáo để cầu mong đồng chí khỏe mạnh, để nuôi dạy các con các cháu và sinh hoạt cùng chí hội. Trong thời gian đồng chí Tinh Hữu đấy lâm bệnh, đã được các hội trong thôn đến thăm hỏi, trong đó có chi hội cựu chiến binh thôn 4 chúng tôi, để động viên đồng chí mau chóng khỏe mạnh, để cùng chi hội gánh vác nhiệm vụ của người cựu chiến binh mà cấp trên giao cho. Xong, vì tuổi cao sức kiệt, đồng chí đã chút hơi thở cuối cùng vào hồi 18:30 ngày 24 tháng 2 năm 1919, tức ngày 20 tháng 1 âm lịch. Đồng chí hưởng thọ 90 tuổi. Đồng chí đấy mất đi để lại cho gia đình, cho dòng họ một nỗi buồn vô hạn. Các con mất đi một người cha thân yêu,
các cháu chắc mất đi một người cụ, người ông mẫu mực, và nhất là chú hội cựu chiến binh thôn tôi mất đi, thôn bốn mất đi một người hội viên, một đồng chí cựu chiến binh ưu tú. Đứng trước linh cứu của đồng chí 61 đồng chí hội viên cựu chiến binh chú hội bốn, chúng tôi xin hứa với đồng chí nguyện sẽ mãi mãi phấn đấu trong đời đạo đức cách mạng, đưa chú hội ngày càng vững mạnh để xứng danh bộ đội cụ Hồ mà cấp trên tao chẳng tám chữ vàng chọn nguyện nước non thắm tình đồng đội. Kính thưa các linh hồn đồng chí Đinh Hữu Đấy, thưa toàn thể tan ra, những thủ do hỏa phúc không lường đã cuốn hút đồng chí về thế giới vĩnh hằng, vui chống Đồng Nai mà nương nhờ ở Phật. Đồng chí đã quên đi tất cả những gì gọi là buồn vui, những kỷ niệm vàng son, những lo âu trăn trở, những tuyệt cố thăng trầm mà tạo hóa an bài đã đè lặng lên mỗi cuộc đời mà 90 năm qua đồng chí đã từng chứng kiến. Tôi trải ở nơi trần thế trong giờ phút sinh đi từ biệt này để kính dưỡng những hồn đồng chí, cầu chúc đồng chí về thể xác được yên giấc ngàn thu ở nơi đất tổ, về linh hồn được siêu linh tịnh độ. Trước khi kính biệt đồng chí Đinh Hữu Đấy, đề nghị các đồng chí trong đoàn để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Rồi xin mời các đồng chí trong đoàn vào linh cứu để thắp hương cho đồng chí Đinh Hữu Đấy nhanh nhanh lần cuối.
kể từ đây ông đã mãi mãi rời xa ngôi nhà mái ấm nơi ông đã sống di dưỡng tuổi già trong sự chăm sóc phụng dưỡng của các con với tất cả tấm lòng hiếu nghĩa đền ơn. Xe đưa ông tới non tiên cảnh Phật, dẫn hồn về với đất Tây Phương. Sau xe là cả niềm thương, nỗi nhớ của cả quê hương xóm làng. Đúng là trên thế gian này không còn có nỗi đau nào hơn cảnh chia ly giữa người ở lại chốn trần gian với người về nơi chín suối. Đến với lễ tang ông hôm nay, bằng cả tấm lòng, đội trống, đội kèn tiễn biệt người trong giây phút thiêng liêng và sang trọng. Tiếng trống, tiếng kèn nghe vang vọng một vùng quê, tiết tấu nhạc buồn mà chan hòa cởi mở. Đó thực sự là đoàn kết, bản hợp xướng của đồng quê vang trong khoảnh khắc. Nỗi tiếc thương này lắng đọng sâu xa. Khi sống, ông luôn trân trọng tình làng nghĩa xóm, nên khi ông đi xa, tình làng nghĩa xóm đối với tang quyến như một nhà thủy chung như nhất. Dẫu biết rằng ai rồi cũng thế, rồi một ngày người cũng phải ra đi, về nơi bên kia thế giới, để lại đớn đau thương tiếc mãi nơi này. Dẫu biết rằng cha không thể suốt đời bên con, nhưng cha đã ra đi rất vội vàng để con bàng hoàng cứ nhớ tựa chim bao. Cha ở đâu giờ này, cha ở nơi nào, con hoài tìm mãi bóng hình cha, còn đâu nụ cười ấm áp, còn đâu hình dáng cha yêu. Chỉ còn được nhìn hình cha sau khói hương trầu. Con đường từ đây vắng bóng người, những chiều nhàn tàu bước dạo chơi, ngắm cảnh quê hương đang đổi mới. Giờ đã chia xa cảnh với người, người đi cảnh vật cũng âu sầu, rì rào cây lá rụng buồn đau. Quên sao người đã từng gắn bó, chưa tối từ đây biết tìm đâu. Đây cảnh xóm làng đất quê xưa, hòa cả lòng người đau tiễn đưa. Đưa cha, đưa chú về nơi ấy, mỗi bước đường đi mắt nhòa mưa. Đi đầu đoàn đưa tang là cờ đối chướng đang tung bay dợp cả trời xanh. Vòng hoa nối tiếp vòng hoa, tình sâu nghĩa nặng gần xa cùng về. Vòng hoa rực rỡ đồng quê, trải dài như sóng nhấp nhô dòng người. Sống vinh hạnh, chết vẻ vang,
người đi thanh thản suối vàng nâng niu. Bước chân con chậm chậm như níu lại thời gian, kéo dài buổi tiễn đưa ông về cõi hạ. Nước mắt tuôn trào theo mỗi bước chân. Trong đoàn người tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng hôm nay, có đông đủ bà con, anh em, cô dì, chú bác, dân làng, tình liên gia, thông gia, bạn bè bằng hữu gần xa. Quý là tình cảm thiết tha, trọng là nghĩa cả đậm đà thủy chung. Đoàn người đi nghiêng nghiêng, đoàn người cao vời vợi như đang đi lên trời, đưa người về cõi Phật. Đoàn đưa tang thật dài, người đông như vô tận. Linh cữu đi chậm chậm, mồ hôi hòa nước mắt, nghĩa ân tình lắng sâu. Ơi đồng nội quê hương, trải chín nắng mười sương, trong dãi dầu mưa sớm. Đưa linh cữu cha ra nơi tĩnh địa, nghi trường thật trang trọng, chan chứa tình người. Một rừng khăn trắng đưa tang, người đi con cháu xóm làng tiễn đưa. Dẫn đầu rực rỡ chướng cờ, gió đồng thổi nhẹ trời đưa cha cùng. Tiếp theo là cỗ Phật đình, các già dẫn bước vong linh cha hiền. Thoát cõi trần đến non tiên, thành thơi tọa lạc đài sen nghìn đời. Thời gian năm tháng rồi sẽ qua đi, nhiều sự việc rồi sẽ đưa vào quên lãng. Nhưng chắc rằng con cháu của ông sẽ còn nhớ mãi sự việc diễn ra trong ngày tang lễ. Một ngày tiễn cha đi xa, thiên thời địa lợi nhân hòa. Cứ như sắp đặt của trời, tang gia bối rối, có người bảo ban lo cho mọi việc chu toàn. Biết bao tình cảm chứa chan tình đời. Lễ tang đưa suốt đường dài, họ hàng làng xóm chan hòa thật đông. Chướng cờ bay đón gió đồng, khăn tang trắng xóa nặng lòng người đưa. Đất trời an ủi chúng con, bạn bè thân hữu một lòng tiễn đưa. Cha đau trời đất nổi giông, cha đi trời muốn an lòng người đưa. Đất lành phong cảnh người xưa, sinh thành vạn thế đón đưa ân tình. Con như thấy sự hiển vinh, tổ tiên họ tộc nhà mình danh thơm. Bao đời manh áo bát cơm, cháu con ghi tạc công ơn cha già. Dù ở gần hay ở xa, quê hương nguồn cội vẫn là ở đây.
Khi đến gần huyệt, trong giây phút đau thương tràn đầy nước mắt này, con cháu vẫn níu giữ cỗ quan tài từ từ đi xuống huyệt. Thiên thu vĩnh biệt là đây, ơn trời cao lồng lộng, ơn đất dày thẳm sâu. Sống nhờ đất, chết lại về với đất, bởi có tình người làm ăn chân thật. Ông cha ta đã dày công nuôi đất, đất tốt tươi, đất lại nuôi người. Người là hoa của đất, đất yêu người từng không phụ đất. Đất quê hương đã ôm trọn người con yêu quý vào lòng, đưa con về với giấc ngủ thiên thu. Ôi đau đớn lòng con, cha đã về thẳm sâu lòng đất. Con ở miền trần chạy lòng thương nhớ, âm dương cách nẻo bỗng chốc nghìn thu trong một phút. Nhìn qua đống đất dạ dầu dầu, trời đất xa vời đã dành ba thước định trăm năm. Cả đến ân tình lòng bỡ ngỡ, vời trong chín tầng mây phủ ba thước đất đè. Cảnh tình lai láng thương nhớ thảm thê, thế là cha đã về nơi tiên thất. Âm dương ly biệt muôn lòng xót xa, vắng cha già cảnh nhà lạnh lẽo, còn thấy đâu trên nẻo đường quen. Sớm hôm tối lửa tắt đèn, còn đâu bóng dáng thân quen đi về. Thế là hết, cha đi, đi mãi, công đức dày để lại cháu con. Ơn người ví tựa Thái Sơn, cho dù bể cạn con còn ghi sâu. Cha ơi, con tìm cha tìm đâu thấy nữa, cảnh chia ly muôn thuở lòng đau. Xa người con nhớ mãi câu, tình thân nghĩa tử trước sau khôn cùng. Vĩnh biệt người, tình chung khôn xẻ, già đi vui con trẻ đau lòng. Tình sâu bể cả khôn đong, thương người con cháu muôn dòng lệ rơi. Đây là nỗi thương, nỗi đau không gì bù đắp nổi. Đối với con cháu trong gia đình, đối với bà con trong thân tộc nội ngoại đôi bên. Than ôi gió thổi nhà huyên mây che núi vĩ, dung mạo cha một mai vắng vẻ, bão xô cây nghĩ lại ngậm ngùi thay. Âm dương từ nay đôi ngà xa vời, mây phủ núi trông càng mau mắn nhé. Sương bay chớp lóe bạch vân nghi ngút cõi phù sinh, nến tỏa hương thơm án tỏa hát thiêu đồ sự tử. Thật đau xót lắm thay, trồi huyên gió bè,
cõi trăm năm sao khéo hẹp hòi. Cơ một phút đời sao mau mắn nhé. Xuân Lai Tử con những mong ngày thêm rộng, tháng thêm dài, để được phụng dưỡng cha võ công ơn, cơm nặng áo dày. Đồ thôi y đâu đã lạ lùng thay, càng cắm cành khi đầu tang tóc chế. Hỡi trời cao làm chi cực thế, chạy nhớ cha điều ăn nết ở. Tấm lòng sầu chín khúc dối năm canh, ai xu nên nỗi này, nỡ để cháu con đêm mong ngày nhớ. Người cha già từ nay khuất bóng cõi trần. Phận cha mà đẹp mồ yên, ngàn thu vui chốn cửu tuyền cõi âm. Con xin đón rước linh hồn về miền Tử Lý sớm hôm phụng thờ. Gọi là báo đáp hương xưa, đạo con hiếu nghĩa với cha trọn đời. Đứng lặng trước mồ cha hoa phù, không thể tin rằng đã mất cha. Họ hàng đó ngàn đóa hoa thương tiếc, gọi cha hoài sao cha vẫn đi đâu. Trời hỡi vì sao giông tố nổi, phải chăng xanh thẳm cũng đau lòng. Trước cảnh cha tôi lìa thương thế, mây sầu tỏ những giọt mưa trong. Rồi đây những đêm trường vắng lạnh, ai người ra mộ gọi cha ơi. Hồn có linh thiêng về chốn cũ, đừng ở nơi này cõi đơn côi. Đau đớn quá cha ơi, thôi vĩnh biệt, nỗi nhớ thương không nói thành lời. Ngước lệ vào tim đành im lặng, mỗi đêm buồn con lại gọi cha ơi.